Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Tư đây. Sorry mọi người vì hôm qua không có ra clip nha anh em. Thì do là một chút việc cá nhân nên là hôm qua mình không có làm clip kịp được. Và hôm nay mình sẽ đăng clip bù cho ngày hôm qua đây. Đấy, hôm nay thì vẫn là một trận đấu đi game ngẫu nhiên nha. Đó, mới xuống lụng ngay một kill rồi. Ủa? Mình cứ nghĩ là một kill cơ, nhưng mà ai dè đâu cái bạn mà gục lần đầu tiên mình thấy ấy, mình cứ nghĩ là đồng đội bắn gục cơ, nhưng mà không phải anh em ơi, thì ra là bạn ấy bị team nào khác bắn ấy. Ôi giời, tự dưng gạt giúp đồng đội lại được thêm kill, ngon thế nhở. Cái anh chàng đồng đội của mình ấy, chắc là bạn ấy nghĩ là cái bạn đấy do mình bắn gục, thế là bạn ấy cũng không thèm gạt đấy. Thế là không thèm gạt thì mình xin thôi. Thế mới thấy là nếu như mà anh em mà chẳng may mà gặp những bạn nào mà đang gục ấy, thì đừng có quan tâm là đồng đội mình bắn hay là địch bắn, cứ gạt đi, biết đâu lại được kill thì sao, không được kill thì cũng được thêm sát thương, đúng không? Chứ cứ chủ quan tưởng là đồng đội bắn gục thì kill của đồng đội nên không thèm gạt, thế là vừa không được kill mà lại cũng chẳng được sát thương. Đây rồi, AK súng sạc. Hôm nay thì mình sẽ bắn combo hai cái súng này nhá. Tí nữa mà kiếm được súng ngon hơn thì mình sẽ đổi sau. Cái áo ngày hôm nay mình đang mặc thì không biết là có bạn nào còn nhớ hay không. Áo này thì từ rất là lâu rồi. Đây chính là cái áo trong thẻ vô cực mùa 1. Mà mình cái áo thôi, chứ còn quần với lại các thứ thì mình thay hết rồi. Tại vì đồ Free Fire dạo này nó ra nhiều đồ quá, đâm ra là để mà chạy theo được cái game Free Fire về đồ đạc ấy thì sẽ tốn rất là nhiều kim cương. Quá chuẩn luôn. Đợt này mình đang cũng hạn chế dần rồi nha. Bạn nào mà đam mê thời trang thì cứ triển khai thôi. Mình thì cứ có gì mình dùng đấy. À, đồng đội mình bắn kìa. Bạn ý có tên là AG Thương. Không biết là có phải Thương hay không, nhưng mà mình thấy giống. Còn bạn số 4 thì là không đường. Bạn số 3 thì toàn kiểu như là đập bàn phím không nó thành nhà. Hay là cũng không biết là bạn ấy đang có ý định viết chữ gì. Ở đâu đấy bạn ơi? Bên này đúng không? Thấy đặt bom keo hướng bên này mà. Ui, có mic luôn cơ à? Nhức cái nách luôn anh em ơi. Ok, mình nghe rồi. Mặc dù là không rõ nhưng mà mình hiểu. Cứ bình tĩnh. Đây, để mình đẩy lên cho. Mình thấy địch rồi. Cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ. Ông nào cũng đặt cái tên mà ông giết người cái mà. Hay ghê luôn á. Ủa? Thế là bạn bên dưới là team khác nữa à? Quanh đây mấy team nha anh em? Không phải một team đâu. Còn không? Bạn này vẫn gục thì chắc chắn là còn đồng đội nữa. Có cái bạn mà ban nãy mình vừa bắn là chết luôn thì khả năng cao là lia rồi thôi. Ôi dồi ôi, mới xuống à? Không có đồ gì hết trơn luôn. Mình đang rất cần tay cầm với lại ống ngắm. Tại vì là cái cây AK mà bắn không có tay cầm nó thốn lắm anh em. Được vài viên đầu là vài viên sau mất tích à. Đạn nó bay đi đâu không ấy. Nên là mình đang cố gắng đi kiếm đây. Không ta, M1887 nhiều ghê. Đi anh em ơi. Bên này có địch anh em ơi. Cái đảo thiên đường này mình chơi bao lâu rồi vẫn chưa quen map. Anh em ơi, đánh tham cho cái thử nó loạn. Cái đảo thiên đường này mình... Bên dưới này có địch này. Đồng đội mình đang tới rồi, may quá. Ban nãy mình có thấy một bạn chạy qua. Đó, bắn kìa. Bắn này đấy bạn ơi. Ui, đấy, lại gục nữa. Mình xin. Đâu rồi? Cái này thì sọt gan này. Hơi tội cho anh chàng này. Bắn gục thì mình gạt, mà bạn ấy thì cũng bị mình chơi luôn. Hai kill ngon lành.
Thấy cũng hơi tội nhưng mà thôi kệ vậy anh em ạ. Cuộc sống mà, bạn ấy không gạt thì mình gạt giúp cho thôi. Cái đấy là mình gạt giúp đấy chứ không phải là mình cá đâu. Ui, bom rơi bom rơi. Tạo nghiệp nhiều quá đâm ra là mình đi núp đây anh em ơi. Chứ giờ cái mặt ra thế này là cũng nguy hiểm lắm đấy. MAG kìa. Anh em ơi đừng bắn nhau nữa anh em ơi, đang vùng đỏ anh em ơi. Bên ngoài này hình như là đang có người cứu nhau hay sao này. Ấy, ủa. Ui sợ quá, sợ quá. Đấy nữa thì may là còn có cái nhà để mà tránh chứ. Không có cái nhà là mình bay sát rồi đấy anh em ạ. Có địch. Từ từ đó bạn ơi. Rồi an toàn thì mình mới ra. Chứ mình ra là bom nó dễ bay vào người mình lắm. Nãy giờ là gạt giúp hai người là được 2 kill rồi. Bắn ở đâu đây anh em ơi? À đây rồi, mình thấy rồi. Mẹ đi đâu. Xong rồi bạn ơi, xong rồi, xong rồi. Bé hột lu à. Sorry bé nhiều nhá. Có người chạy xe đi nữa kìa. Anh em ơi, có người chạy xe đi kìa. Con xe quân đội không thể để thoát được. Ổn xong luôn. Lòi đâu ra bạn địch ở đấy ta. Ây da. Hên thế. Trời ơi trời, nó đông. Đông kinh khủng luôn anh em. Bạn số 3 của mình đang gặp nguy hiểm rồi. Bị kẹp mấy bên rồi. Ây da, phía sau có người nữa này. Toang quá ta. May thế anh chàng phía sau, bạn ấy chỉ muốn chạy bo thôi. Rồi đồng đội mình không cho chạy luôn. Ác vậy trời. Ây da. Chạy bo các bạn ơi. Các bạn ham bắn nhau làm cái gì. Chạy kìa, chạy kìa, chạy kìa. Ok. Bạn ấy chạy ở phía đồng đội của mình rồi đấy. Bắn nhau đi bạn gì ơi. Ok có gì mình cover ra. Ui. Thôi xong rồi. Chịu rồi. Ở cái tư thế này thì làm sao mà cứu đồng đội được đây. Chịu cứng rồi anh em ơi. Nằm mấy mét lận. Mình sẽ cố gắng để đi vào nhá. Đi vào cứu đồng đội xem sao nhá. Rồi xong bị gạt luôn rồi. Khó rồi anh em ơi. Còn tận 7 người lận. Ông keo này không còn nữa chứ. Mình sẽ chờ một xíu đi. Chờ một xíu xong rồi mình sẽ chạy bo sau nhá. Cái bo sắp tới nó sẽ hơi trống. Này có người lên cao trước mặt nữa kìa. Lại còn chờ Rono nữa chứ. À hết Rono rồi. Cái đầu này. Bắn đồng đội mình nãy giờ đúng không. Anh chàng đó chắc là bất ngờ lắm. Ok, an toàn rồi anh em ơi. Ngon lành liền. Còn tận 6 người. Có khi nào lại gặp một team 4 người ở bo cuối không ta? Mấy cái trận mà kiểu đi team 4 thế này là hay gặp kiểu bo cuối còn 3-4 người lắm này. Tại vì là các bạn ấy hồi sinh nhau ấy. Ây da, ây da. Bắn súng gì mà mạnh thế bạn. Banh luôn cái giáp của mình rồi. Theo như em biết cây này là cây K89 nè. Có cái chỗ nấp tiện thế không biết. Có người bên ngoài nữa kìa. Ừ, bom keo rồi. Bom keo rồi được thôi. Để đi, tục 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 để đi. Có cái máy bán hàng ở chính giữa bò thế kia thì đỡ thế nào được. Á, à, cũng không kìa. Này xong nhá. Từ từ đã mọi người. Để mình xem là có kiếm được đồng đội hay không. À úp lại xe bướm, xe bướm, xe bướm. Mình lên tay, mình lên tay. Ui thấy rồi anh em ơi. Thấy rồi thì bắn luôn đi chứ ngay. Làm cái gì. Bò đi đâu. Bò đi đâu. Đỏ chết chưa. Này đứng im đấy. Đứng im đấy mà chờ nhá. Từ từ nhé. Còn quả liệm ném nốt.
Đây đây đây. Cứ bình tĩnh. Có xu đâu mà cứu nhiều. Không biết là cái người ủng hộ của mình xuống để làm cái gì nữa cơ. Chắc là giờ này xuống cho vui thôi anh em ạ. Mình hết xu rồi chứ còn xu là mình cũng cứu mà. Ôi. Rình này easy anh em ạ. Đấy, cái bạn kia còn chân chưa chạm đất đã nhân giống rồi. Sướng thế còn gì nữa. Mây tưởng đã hết video đúng không? Vậy thì chào mừng Mây đến với chương trình Comment liền tay lên ngay TV. Đây là chương trình trả lời 5 comment đặc biệt nhất trong video lần trước. Comment đầu tiên đến từ bạn Minh Hoàng Bùi. Chào anh Gió, chúc anh Gió một ngày mới vui vẻ. Anh thử dùng Skyler đi anh, em thấy nó mạnh mà cứ dùng Ngộ Không hoài chán, mong anh dép. Anh cũng không biết trả lời sao nữa, nhưng mà tại vì là anh đang cảm thấy là Ngộ Không nó solo kill nó lợi hơn đấy. Còn nếu như mà em thích anh dùng Skyler đúng không? Ok, thì những cái clip sắp tới thì anh sẽ nghiên cứu, anh thử sử dụng qua xem là có được hay không nhá. Comment tiếp theo đến từ bạn Nguyễn Biển. Chúc anh Gió bờ tờ vờ vờ nha. Em thấy anh làm thử thách chuyển nút bắn về mặc định lấy top 1 đi ạ. Mong anh làm. Hình như là cái này mình có làm một cái rồi sao ấy. Em thử vào cái danh sách phát xem thêm thử thách ở bên dưới phần mô tả ấy. Đấy, như trong đấy có. Còn nếu như mà em vẫn muốn xem mới hơn thì được, để anh nghiên cứu anh làm nha. Comment thứ 3 đến từ bạn Mai Nguyên. Chào anh Gió, anh nghĩ sao về Ghana em chơi tử chiến xếp hạng, em danh vàng mà em toàn gặp thách đấu với huyền thoại thôi ạ. Mà em không mời ai hết. Ủa sao kỳ vậy ta? Anh chơi nó vẫn thấy bình thường mà. Em chơi là trận nào cũng gặp hay là lâu lâu mới gặp một trận? Nếu như mà lâu lâu mới gặp một trận ấy thì nó bình thường thôi nhá. Tại vì kiểu như là nhiều khi nó hết người ấy, đâm ra người ta cứ chèn mình vô á. Còn nếu như mà bị nhiều quá thì em thử chơi 1-2 trận thường, xong rồi hẳn chơi lại danh nhá, xem có được không. Comment thứ 4 đến từ bạn người lạ. Dạo này con map này chơi nhiều quá. Thực ra là mình cũng không biết là map nào đâu, tại vì là mình để random mà, chứ đâu có chọn map được. Chắc là bên Ghana muốn kiểu người chơi quen nhanh với cái map này mà, nên là cho cái tỷ lệ ra cái map này nó hơi nhiều. Comment tiếp theo đến từ bạn Sushi Lan. Anh cài tâm bắn cổ điển hay mới vậy ạ? Thường thường với cá nhân anh thì anh luôn hướng về cổ điển nhá. Em nhìn thì em cũng biết mà. Ngoài cái tâm bắn ra thì anh cũng để cả cái hiển thị sát thương kiểu ngày xưa này. Rồi có một vài thứ nữa. Nói chung là anh thì anh cứ thích kiểu ngày xưa hơn, tại vì nhìn nó đẹp hơn đấy. Ta-da! Như vậy là video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Anh em cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đây là một số video mình nghĩ là nó có lợi cho anh em. Cuối cùng là cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye!